nên tất giới tu hành tâm đạo gửi tiền về phát gạo cho quà những lòng nhân ái trao qua Phật tiền đã chứng cho mà chị em các đàn anh coi xem sẽ gõ lúc này đây dâu thỏ đường về người đi sẽ biết đường về lòng hòa khởi điểm mới giao kê rõ ngờ ràng ta mà giao xuống từng hàng sâu sắc có người tu chân đất ngày xưa có người đồng lang bảy thưa trở về lo nước sớm trưa âu là dạ để kết thúc video này cũng mời cô ba tặng cho tất cả quý bà con cô bác một bài thơ chung cô ba ha. Đọc tên hết đi rồi cô cho chung. Dạ dạ. Dạ tên khổ, của khỏi tìm đọc hết. Dạ chị Vũ Thị Quý và chị Nguyệt Lê và cô Âu Bông và chị Trần Thị Lê và chị Dương Thu Văn và chị Nga Phùng và chị Phan Nhiên và cô Bùi Thị Nghĩ và chị Nguyễn Thị Yến Nga và chị Quỳnh Liên, chị Thái Nguyễn, chị Tâm An và cô Hứa Thu Trang và cô Lý Yến Nga và chị Hứa Thị Kim Tuyến và chị Trần Thị Tố Nghi và cô Ngô Thị Gái và Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thì cô ba cũng trời chiều rồi, thời gian thì nó cũng đã cũng hết kết thúc. Thôi thì cô ba cho bài chung chung. Rồi quý vị nhớ là cô đọc 5 bài thơ mà 5 trong cô sắp làm nhang để cô cho huynh đệ đó thì đó là ông không có cho lên lúc nhiều nữa, lấy 5 bài nhang đó mà sau bữa nay 5 bài thơ ông cho mà Dũng lại đã hỏi mà, Tam Giáo Quy Nguyên Ngũ Tri hợp nhất cái đó nó lộ ha. Cũng khớp cơ ha. Ông là ông thật nha, ông còn bằng xương bằng thịt đó, một ông già. Ông xưng ông cồ thôi. Yeah, cô không biết ông là Phật Thánh Thần Tiên nhân sự nào không biết. Nhưng mà lâu lâu á, ông hay chạy đi chiếc xe tình tèn, chiếc xe 50. Lâu lâu ông ghé thăm cô ba hay sao? Ông lên, ông tới là 11 giờ đêm không? Không khi nào, ông tới sớm giờ tới trễ. Ông xin tô mì là xong. Lần nào cũng thế. Hình như là 2 năm rồi cô mới gặp lại ông á. 2 năm rồi. Thì thôi lấy cái chuyện 5 bài thơ của ông làm một cái chủ đề phải không? Dạ dạ. Ba diện năm mới Tam Giáo Nguyên Nguyên. Thiền quán chiếu diệu dẫn hành địa chi chọn lựa con lành tới đây. Ngủ hương ngủ giới kỷ này ai ngờ giữ đạo gặp thầy tái lai. Thầy tái lai là còn trở lại. Chứ tái sanh thì mới chuyển ra. Nên phải gan ăn chay niệm Phật xét lại mình trúng trật ra sao. Thế vàng muôn vàng sắc màu, hãy nhìn thế giới mấy tàu diệt miên. Trung hòa vôn đà đồng luyên, khổ khó cũng lắm ngừ. Dùng gió giận công, có ngừ kiện con nói không. Chuyện không nói có mất lòng Phật gia. Phật gia là người ở nhà tu hành. Nên mấy lời
cô ba gửi tặng hội Quỳnh Tiêu, có đặng gì đâu chuyển xây trồng quá địa cầu mẫu hoàng sẽ mở đinh đầu nhân sanh, nên tất giới tu hành tâm đạo, gửi tiền về phát gạo cho hòa những lòng nhân ái trao qua. Phật tiền đã chứng cho mà chị em, các đàn anh cõi xem sẽ gõ lúc này đây, dâu thỏ đường về người đi sẽ biết đường về, lòng hòa khởi điểm mới giao kê rõ ngỡ ràng. Tam giao xuống từng hàng sâu sắc, có người tu chân đắc ngày xưa, có người đồng lang bảy thưa trở về lo nước sớm trưa âu là. Nên phải nhớ lời qua đây tặng, việc thiên cơ có đặng gì không, nội chồng con lạc cháu ở hồng, quy nguyên tam giáo dòng dòng dân lan. Nguyên triều có hoa sang làm giữ, Việt Nam mình y thử sâu dày là nhờ trên đức Phật thầy, cho trong trăm họ kỳ này nhận ra. Thế gian vốn có ma lẫn Phật, người tu hành chúng trật phải neo, hãy nên cố gắng lái lèo tìm con đường chánh sớm treo gương lành. Tới đây dẫn kiện ngũ hành cho trong tất diệt phụng hành sớm phiên, chừng nào hết dịch quẩy dia người lành có phước trao truyền, chăng là hai chính phát thế hòa đã tặng cho cơ nhỡ những nhà eo đơn hành trình về đến Thất Sơn. Mấy lời cô Ngọc cảm ơn tạ tình, tới đây đại hội tâm linh ai người hiểu được biết mình sâu xa, coi như năm tháng chăng là ngũ chỉ hợp nhất con gà thiên tiên. Phần ta ba mối năm duyên, người tu biết được quả thiền mới cao. Lúc này gián lộn giới thao, thế gian muôn dạng sắc màu đua tranh. Cô qua nhận ít điển thanh, mấy lời thơ phú chúc lành chị em, kính lưng giáo hệ cử xem, coi mình biết rõ rồi đem giao lòng. Thế gian muôn việc có không, mình nên cố gắng tam công hữu hành thì là có được điển thanh, tặng trong tất hết chúc lành gần xa. Điển quang của mẹ của bà của cha thượng đế để cho ra khắp cùng, tời đẩy sắp chỗ tam hùng
lũ quan trường sực trên vùng đại tiên. Ai ngờ biết được nhân duyên thì là biết được Phật tiên ngữ rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi, tam công tử lượng trao dồi mới nên. Ở đây không nói riêng tên, chúc cầu tất cả bước lên đại thoan. Chúc mừng con Đức Mẫu Hoàng đã gieo giống tốt chững hàng tiên nhân. Phong ba biến chuyển cũng gần, người siêu hình sẽ giúp ân nước à. Đừng lo tranh đấu gần xa, có người thượng giới giúp ta kỳ này. Siêu nhân với Phật với thầy, với người buổi trước giờ đây vắng rồi. Bạc ngôn dành để vậy thôi, hồ thơm nức ràng cho rồi hữu duyên. Chỉ công mới có thiên liên, minh là ánh sáng Phật tiên thấm nhuần. Nồi trong các tướng tin mừng, chúng quân ai quật có phần dạng năng. Bây giờ ta chỉ nhìn trăng, chớ sao còn mọc ánh trăng lu mờ. Chừng nào hợp với bàn cờ, chẳng sao trời tỏ ó chờ bồ câu. Con ó bay lớn thật sâu, đồng tiền có sẵn ai đâu có ngờ. Nói đấy là trọn bàn cờ, hậu cần phải biết và chờ. Tình vui mật tông hãy cố vậy thôi, những lời nói đã trao rồi bác ngôn. Cộng đồng thế giới làm thôn hòa bình thơm ngát tiếng đồn vang xa. Hòa tâm hòa trí đó là gửi người hiểu biết chút hòa tâm linh. Thầy sao mình giống như in, mặc chi mà sợ của kinh cá ngao. Thôi thì hòa Nhật với Tàu, Mỹ Anh Pháp Đức cũng vào chủng quy. Thất sơn là mở hội thi, quả khai tỏ rằng đó thầy ai hay. Kỳ này là lĩnh bác thầy, hãy nghe nói rõ lời đây trao rành. Đọc xuôi gọi đến ngang nhanh, ý thơ nói rõ chỉ gành từng câu. Trí thông coi đấy hàng đầu, xét xem tất hết nghiệm sâu mới là. Mấy câu văn pháp ngọc quả, cuối lời chúc phúc món quà gửi trao. Tam quy ngũ giới dạng sao, hành ý nhất điểm một màu
Hoa mai đến đây tam dứt thi bài chùa về ngự ở sơn đài tử lâu. Sứ nào cũng biết nghiệm sâu, ai mở bộ đầu biết được hoàng cô. Nam mô Bụ Sơn Kỳ Hương Phật. Dạ nam mô Đạo Phật. Dạ cảm ơn cô ba đã tặng cho quý bà con cô bác một bài thơ rất là hay, cũng như là cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã trợ duyên những cái phần tịnh tài để hôm nay Tiến Dũng mang những cái phần gạo và thực phẩm đến đây để ngày mốt là mình phát ha cô ba hả? Bữa 29 á. 29 và 29 này cô ba sẽ 29 là mình 8 giờ đi. Dạ. Yeah. Mình phát tại địa phương này. Dạ. Yeah, yeah. Yeah. Rồi cô cũng xin 30 phần cô đi về chùa như nãy đưa yeah, quay cho ở Dũng Giang coi Thành, đó, ở Giang Thành. Rồi cô tính là bán miếng đất. Rồi người ta kêu bưng Phật, cô tính xây chùa ở đây mà đừng không mà ông mối ông mọc lên giống y như ông Phật Thích Ca, không phải giống bà Quan Âm. Yeah. Giống y chang. Yeah. Rồi thì cô ba cũng lưỡng lự không biết làm sao mà bán, cọc cũng đã lấy rồi. Vậy là đây bữa nào con với cha Phú sẽ qua không, chùa lên lên chảnh lên chảnh là quay yeah. thấy là nó món cực kỳ diệu, cô nói hoài đó. Yeah, cô không biết là hên hay xui mà cô mua miếng đất nó trúng cái chùa. Vậy hả? Nên cô mua năm 2011 rồi chứ không phải bây giờ. Dạ dạ cảm ơn cô nha. Dạ giờ đây Tiến Dũng và cô Hoa Lý thân ái kính chào tất cả vị và xin hẹn gặp lại vị vào những video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt, cảm ơn rất nhiều.